Nam mô A Di Đà Phật. Lành thay, chúng ta lại có đầy đủ duyên lành tụ họp với nhau cùng tu học. Trước hết kính xin đảnh lễ chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đồng tu đã cùng nhau tụ họp lại đây và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu học. Kính thưa chư vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngày hôm qua chúng ta đã học tới cái giai đoạn là Phật phân tích cho ngài A Nan biết rằng ngài A Nan từ xưa tới nay cũng đại diện cho chúng sanh. Ngài A Nan là đại diện cho chúng sanh. Ngài A Nan chấp rằng hễ mà khi có cái vật gì mà vướng vào cái mắt mình thì lập tức mình nhìn thấy, và mình nhìn thấy thì mình suy nghĩ, rồi mình nghĩ cái vật ấy là cái gì, và cứ chấp rằng cái suy nghĩ ấy là tâm. Thì Phật nói rằng sai rồi, cái ấy không phải là tâm. Thì ngày hôm qua chúng ta đã học tới cái giai đoạn ấy, tức là khi chúng ta nhìn thấy một cái vật như cái chiếc xe chạy ngang thì lập tức mình suy nghĩ liền cái xe ấy là xe Mercedes hay là cái xe Toyota hay là cái xe Honda. Thì trong cái suy nghĩ như vậy thì mình cứ gọi là tâm. Cho nên thường thường mình nói của đâu tâm đấy, tức là nhiều khi mình để của cải ở nhà rồi mình đi lên chùa, nhưng mà mình trong lòng cũng phập phồng không biết ở nhà cái của mình nó có còn không. Rồi thí dụ như con nít ở nhà, mình để nó ở nhà, mình cho nó bú sữa xong rồi mình đi chùa, rồi mình lên thắp nhang Phật, lạy Phật, thọ bát quan trai, nhưng mà nó không biết là ông xã ông có về kịp không để ông cho con bú, không có nó nói. Cho nên cái thân thì ở chùa mà cái tâm thì ở nhà, và cái tâm là nó ở nơi cái đứa con. Thế thì cái tâm là cái gì? Đấy, nếu mà không biết được cái tụ tâm, thế thì cái tâm ấy là tâm gì mà phải tu để cho nó thành, để liễu đoạn sanh tử. Thì bảy lần Phật hỏi ngài A Nan, ngài A Nan đều trả lời lung tung. Mà câu đầu tiên là ngài A Nan nói như thế này, nói bạch Đức Thế Tôn, con là ý là em Phật, con ý là đa văn, cho nên là con không có lo tu, mà con cứ nghĩ là Đức Thế Tôn thì trước sau gì là vì thương con như thế, ngài cũng ban cho con cái trí tuệ. Thế thì kính thưa chư vị, ở trong đạo tràng này bao nhiêu vị cũng đều có suy nghĩ như thế, có bao nhiêu vị có đều suy nghĩ như thế, nói rằng thôi bây giờ con không tu, con chỉ cần tin Phật thôi rồi Phật sẽ ban cho con. Có vị nào ở trong đạo tràng nghĩ rằng là thôi bây giờ ra con cứ ráng con đi theo hộ trì Tam Bảo, in kinh, rồi là cúng dường chư tăng, rồi tới khi con chết là tự nhiên là các chư tăng chư ni là sẽ tụng niệm cho con, là con sẽ được vãng sanh cực độ, con vãng sanh tịnh độ, con chẳng cần phải tu. Có vị nào trong đạo tràng nghĩ như thế không? Nói là mình cứ ráng mình làm công đức đi, rồi là mình kết chùa, rồi mình hộ trì Tam Bảo, rồi mình làm phước, rồi mình bố thí, rồi mình là tụng kinh cho siêng, tụng cho hay, nghe nó réo rắt. Thế thì tới cái lúc đấy là khi mà tụng kinh như thế, rồi hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư tăng, rồi tới cái ngày mình chết á, là chư tăng tới tụng niệm là mình sẽ về vãng sanh cực độ. Có quý vị nào nghĩ như thế không? Ngài A Nan hồi xưa cũng nghĩ như thế đấy. Ngài A Nan nói là con đi tu vì con thấy có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Cho nên là ngài A Nan đi tu nói như thế là sao, thưa chư vị? Có vị nào hiểu được cái ý của ngài A Nan nói không?
Ngài A Nan nói: Con vì thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn cho nên khởi tâm ưa thích mà đi tu. Thế thì ngài A Nan đâu có phải đi tu để mà cầu giải thoát đâu. Ngài A Nan đi tu là chẳng qua là vì mê mẩn theo cái tiền trần, tức là mê mẩn theo cái bóng dáng của tiền trần, tức là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là cái cảnh, tượng trưng cho cái cảnh. Mà ở trong kinh Bát Nhã thì Đức Thế Tôn đã một lần hỏi ngài Tu Bồ Đề: Như Lai có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hay không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói: Không. Tại vì nếu lấy con mắt phàm phu để thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì ấy là sai. Tại vì chẳng qua duyên sanh mà nó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà thôi. Mà hễ cái gì là duyên sanh thì sao, thưa chư vị? Cho tới ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta đều biết rồi. Cái khẩu quyết bí mật của chúng ta là duyên sanh thì như huyễn. Ở trong đạo tràng này có một cái nickname là như huyễn đó. Các cái vị này là cũng là liễu tri được như huyễn là như thế nào rồi đó. Duyên sanh thì như huyễn, tức là không thật, là như hoa đốm trên hư không. Chẳng qua con mắt nó nhậm cho nên thấy hoa đốm, mà hãy chữa con mắt thì là hết, hết hoa đốm. Có thế thôi. Cho nên cái bệnh mà hoa đốm không phải là lỗi tại ở trong chân không có hoa đốm, mà lỗi tại con mắt. Cũng như thế. Cho nên khi Đức Thế Tôn nó hỏi ngài A Nan: Ông lấy cái gì để mà ông nhìn ra 32 tướng tốt, và cái tâm của ông nói ông khởi tâm ưa thích Đức Thế Tôn cho nên ông đi tu, thì cái tâm mới nằm chỗ nào? Cho nên Đức Thế Tôn nói như thế là để phá cái chấp. Ngài A Nan chấp, chấp có con mắt nhìn thấy. Chấp thứ nhì là có cái tâm nó dính với con mắt. Khi con mắt nhìn thấy thì cái tâm khởi lên ưa thích. Và vì khởi lên ưa thích cho nên đi tu. Cho nên Đức Thế Tôn muốn chỉ thẳng cho cái trực tâm. Những điều mà ngài A Nan suy nghĩ đều là sai, đều là giả. Bởi thế cho nên những cái điều mà Đức Thế Tôn gặn hỏi trong 7 lần hỏi ngài A Nan, điều ấy cũng là giả luôn. Tại vì nó là duyên sanh, vì có duyên sự của ngài A Nan không rõ được cái tâm tánh của mình, cho nên Đức Thế Tôn mới hỏi như thế mà thôi. Nếu quý vị chấp vào cái lời của Đức Thế Tôn bạn hỏi mà nói rằng ấy là chân lý, là quý vị đã phụ lòng Đức Thế Tôn. Ngài chỉ muốn chỉ cho ngài A Nan thấy cái bản tánh chân thật của mình, cho nên 7 lần hỏi mà không rõ. 7 lần hỏi thì ngài A Nan đều trả lời lòng vòng, lúc thì nói cái tâm ở trong, lúc thì nói cái tâm ở ngoài. Chúng ta đã học rồi. Rồi cho tới cuối cùng ngài A Nan lại nói rằng vì cái sự suy nghĩ nhìn thấy cho nên có suy nghĩ, và cái suy nghĩ ấy là tâm. Thì Phật đập cho một cái liền: Sai rồi A Nan, cái ấy chẳng phải tâm ngươi, tức là trật rồi. Mà từ xưa đến giờ đó là ngài A Nan đều suy nghĩ như thế. Tại vì nói nếu con có suy nghĩ thì con mới ham thích đi tu. Nếu không có suy nghĩ thì ưa thích ở chỗ nào? Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh, chắc quý vị còn nhớ, ở đây trong đạo tràng cũng có một số hơn một chục vị chúng tôi có nhận diện là đã từng nghe chúng tôi giảng về Pháp Bảo Đàn Kinh. Ngài Huyền Giáp tới hỏi ngài Huệ Năng, thì ngài Huệ Năng và cuộc đối thoại giữa ngài Huệ Năng và ngài Huyền Giáp chắc quý vị cũng còn nhớ, là cái ý phân biệt. Và khi ngài Huyền Giáp nói là phân biệt cũng có ý sao, ngài Huệ Năng, xin lỗi, ngài Huệ Năng hỏi rằng là phân biệt cũng có ý sao, thì ngài Huyền Giáp nói phân biệt cũng chẳng phải ý. Thế thì phân biệt mà lại không có ý là sao, thưa chư vị? Nếu không có ý thì làm sao phân biệt? Đây là cái bí mật đó, đây là cái bí quyết, đây là cái chìa khóa đây. Phân biệt mà cũng vẫn không phải ý, tức là nếu dùng cái ý khởi lên phân biệt thì ở ngay á, ở đó là có trái có phải, có đúng có sai. Mà nếu có khởi ý phân biệt thì cái ý ấy gọi là gì, thưa chư vị?
Hôm qua chúng ta đã học về cái tiền trần rồi. Bữa nay á, là chúng ta học thêm một bước nữa là pháp trần, tức là cái ý. Tiền trần á, là những cái bên ngoài. Chẳng hạn như có cái máy, thành thử ra quý vị nghe, nghe cái âm thanh ấy thì là cái gì làm cho quý vị nghe được? Có phải cái tai không? Sai rồi. Nếu nói cái tai mà nghe được thì người chết nó cũng có lỗ tai, sao nó không nghe được? Phải không nè? Thế thì cái âm thanh nó phải va chạm vào cái màng nhĩ, và cái màng nhĩ nó có cái hệ thống dây thần kinh nối lên trên não. Ở trên bộ não nó có một cái gọi trung khu thính giác thần kinh, tức là nghe, trung khu lưu trữ các tài liệu nghe. Thế thì cái trung khí ấy, nó trung khu ấy nó mới phân tích ra, nó nói ở cái âm thanh là như thế, a b c d sắc quyền hỏi ngã, và nó nối kết lại, nó có cái phân biệt rất là nhanh, nhanh hơn cả máy vi tính nữa. Nó phân biệt, nó biết rằng là ý nghĩa của từng câu như thế nào, ráp lại mà có ý nghĩa như thế nào, nó phân tích rất là nhanh. Đấy. Thế thì cái bộ não chúng ta nó có cái tác dụng như thế. Thế thì cái tai nó đâu có nghe được, phải không quý vị? Cái bộ não á, nó có cái trung khu thần kinh. Thì cái trung khu thần kinh nó chuyên môn trữ dữ liệu của các cái nghe. Thế thì từ nhỏ tới lớn mình đã được nghe nhiều thứ rồi, cho nên khi mình nghe cái nhận diện được liền. Nghe thầy Minh Tâm nói là bản kiến bất nhị, động tính hư vô, là lập tức cái biết ngay là bản, là có chữ bản. Mà bất nhị biết ngay là không hai. Đấy. Tại sao thế? Tại vì mình đã được nhồi sọ từ nhỏ tới lớn. Kể cả cái chữ bất nhị cũng đã được nhồi sọ ở trong chùa rất lâu. Quý vị đọc kinh sách nghe chữ bất nhị biết là không hai. Đi chùa các thầy nói bất nhị là không hai. Rồi trong đạo hữu cùng với nhau học tập cũng nói bất nhị là không hai. Có nghĩa là mình bị nhồi sọ. Phải không thưa chư vị? Mình bị nhồi sọ từ nhỏ tới lớn rồi á, mà mình cũng chẳng hiểu nó bất nhị là cái gì. Nhưng mà hiểu nó là hiểu ngay lập tức à, hãy nói bất nhị là biết cái đó là chỉ có một. Bất nhị là chân lý đó quý vị, chân lý bất nhị, chân lý là không hai. Thí dụ như bây giờ quý vị lấy lửa, quý vị chích vào trong tay quý vị là nó phỏng liền, phải không? Lấy lửa đốt, lấy cái hộp quẹt đốt một cái dí vào tay phỏng liền. Thế thì lửa nóng phải không? Phải không? Đúng không? Nếu lửa nóng thì lửa nóng là chân lý. Hễ nói tới lửa là phải nói lửa nóng. Phải không? Là chân lý. Có sai không? Không sai, nó là chân lý rồi. Còn cái mà phương tiện để mà hiểu cho được lửa là nóng á, thì cái đó chỉ là phương tiện thôi. Bây giờ nói lửa nóng thì ai hiểu được? Nếu không dí tay vào, không bị phỏng thì làm sao biết được? Cũng như nói điện, có ai nhìn thấy điện không? Không nhìn thấy điện, nhưng mà nhìn thấy cái biểu hiện của điện. Tức là cái gì? Tức là cái ánh sáng, tức là cái quạt. Khi cắm điện vào, cái quạt nó quay, cái máy lạnh nó chạy, cái đèn nó sáng, thì nhìn thấy cái biểu hiện của nó phát ra thôi. Đấy. Thì chứ còn có nhìn thấy điện không? Không. Kính thưa chư vị, cũng như thế. Cái mà chúng ta nghĩ rằng cái tánh biết của mình á, nó giống như điện, nó không biết, nó không thấy được, nhưng mà nó biểu hiện ra. Đây, giống như là quạt, cái máy lạnh nó chạy xè xè là thấy nó mát. Thế thì cái sắc thinh hương ở bên ngoài, cái vật ở bên ngoài, tức là con chó, con mèo, mình nhìn thấy thì lập tức mình khởi lên một cái ý phân biệt là con chó này, con chó đen, con chó trắng, đại khái như vậy. Thì những cái ấy gọi là cái gì? Cái biết. Nhưng mà cái đấy là biết theo cái thức, tức là đã được quân tập, quân tập. Đó là gọi là kiến văn giác trí. Ở trong đấy, và dẫu là mình có tu, mình có tu để mình bỏ hết mấy cái đó đi, tức là những cái mà đã được quân tập từ nhỏ tới lớn, để mình nhìn rất rõ chân tướng của các pháp. Mình có huân tập, mình có tu, mình bỏ được mấy cái đấy đi thì nó cũng còn bóng dáng của tiền trần. Đấy. Tại vì nó ăn sâu vào trong cái tâm khảm. Giống như quý vị lấy cái đinh đó, quý vị đóng vào cái cột, rồi quý vị nhổ cái đinh ra, rồi quý vị nó hết cái đinh à.
nó còn cái lỗ đấy, phải không? Tức là ở trong những cái mà nó thầm thầm kín sâu xa ở trong cái tâm khảm của mình, nó vẫn còn trong đấy, vẫn còn trong đấy. Cho nên đó, có một ông thiền sư, ông đến gặp ông thiền sư khác. Ông nghe nói ông này tu cao lâu lắm rồi. Ông mới nói một câu như thế này: không ngờ là ngài bây giờ là tu là không, nhất niệm đều là không sanh và là hoàn toàn là tịch lặng, vi diệu thay tán thán. Cái ông sư, ông thiền sư kia nghe đó thì cũng chẳng lộ ra sắc mặt, nhưng mà cái mũi thì hơi hình hình chút. Nó tức là thấy vi tế nó rất là nhỏ, nó gọi là bóng dáng tiền trần là như thế. Vì nơi các cảnh bên ngoài mà có những cái ý thức biết, chẳng hạn như là ánh sáng màu, thì những cái ấy gọi là kiến phân giác. Nhưng mà cái biết ấy đều là biết do cái sự phân biệt của bên ngoài. Mà hễ biết do sự phân biệt ở bên ngoài thì là giống như cái đinh nhổ đi rồi thì nó cũng còn cái lỗ, tức là còn cái bóng dáng của tiền trần. Khi mình đã dẹp nó hết rồi, tức là mình trú vào một cái gì đấy để mình dẹp nó đi, là mình đã được an tịnh. Nhưng mà trên thực chất còn cái bóng dáng của nó. Thí dụ như bây giờ là quý vị niệm Phật, dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự Di Đà, quý vị nói tôi niệm để tôi dẹp trừ. Nhưng mà thử coi niệm được bao nhiêu câu thì cái tâm nó định, hay là chỉ mới niệm được có một câu hai câu thôi thì cái câu thứ ba thứ tư là tự nhiên có cái vọng tưởng nào nó chen vào liền. Rồi có nhiều khi cố tình đếm coi cái hơi thở của mình, nếu mà tu theo pháp thiền nó đếm hơi thở, đếm từ một, tức là khi quý vị sử dụng cái phương tiện thì trong ấy nó có cái bóng dáng của tiền trần, nó còn dính mắc vào cái cảnh. Cho nên chúng tôi cứ nói là bóng dáng tiền trần hoài. Mà ngày hôm nay mới có đủ cơ hội để nói với quý vị cái điều ấy. Giống như cái đinh mà đóng vào trong gỗ, nhổ ra rồi thì nó vẫn còn có cái lỗ, tức là cái vết tích của nó. Mình có muốn dẹp nó đi, nhưng chẳng qua là phương tiện thôi, phân biệt, nhưng là pháp trần. Đấy, là cái ý, trong cái ý của mình mình có phân biệt, có suy nghĩ. Và khi cái phân biệt ấy là nó tạo nên một cái vết hằn hoặc là dấu tích ở trong cái tâm thức của mình. Mình nghĩ rằng là cái ấy là biết, cái ấy là tánh biết. Nhưng thưa chư vị, có phải là tánh biết hay không? Hay là cái đấy là những cái tích lũy, những cái thông tin dữ kiện trong suốt cuộc sống của mình, từ nhỏ tới lớn. Giống như là chúng tôi đã trình bày với quý vị là cái bông hồng. Từ nhỏ mới sinh ra đó là bố mẹ bảo cái đấy là cây bông hồng. Đi học á, ông thầy giáo nói cái đấy là cây bông hồng. Chơi với bạn bè nó cũng nói cái đấy là cây bông hồng. Rồi khi lớn lên á, sắp sửa có người yêu á, muốn tặng cho người yêu á, bẻ cái bông nó cũng gọi là cây bông hồng. Bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Tại sao bông hồng lại tượng trưng cho tình yêu mà không cái bông khác? Có vị nào nghĩ như vậy không? Nếu mà nói rằng cái bông hồng tượng trưng cho tình yêu, như vậy có phải là quy ước của thế gian không? Quy ước của thế gian. Mà quy ước của thế gian để khởi lên một cái sự phân biệt thì tất cả những dữ kiện, những cái data ấy nó giữ ở trong đầu. Cái ấy gọi là tiền trần, cái biết có phân biệt. Rồi cái ý ưa thích hay không ưa thích nữa, lưu trữ lại thì gọi là pháp trần. Hai cái ấy nó đều giao thoa với nhau. Đấy. Thực sự ra cái bông hồng nó đâu phải là bông hồng. Chúng ta cũng học rồi, chúng ta biết bông hồng nó không có màu đỏ, nó là tất cả các màu ngoại trừ màu đỏ.
Tại vì cái chùm ánh sáng trắng ấy, nó vào nó bị giữ lại, cái năng lượng nó bị giữ lại ở trong cái vật thể của cái bông hồng ấy. Chỉ có một màu nó không giữ mà cái màu ấy nó phản chiếu vào trong cái võng mạc con mắt của mình, cho nên mình mới nhận diện ra được thì cái màu ấy là màu đỏ. Cho nên nó thực chất mà về khoa học á, về vật lý á, thì người ta đã chứng minh cái bông hồng á, nó không phải là màu đỏ mà nó là tất cả các màu ngoại trừ màu đỏ, nhưng mà mình cứ chấp nó là màu đỏ. Đấy, tại vì từ nhỏ tới lớn mình được nhồi sọ. Thế thì cái ý nó là như thế đấy. Ý nó gọi là pháp trần, phân biệt của pháp trần. Cho nên á, cái tiền trần và cái pháp trần á, là cái cảnh và cái ý. Ý là bên trong, ý là bên trong, tự bên trong mình. Nhưng mà nói thực sự ra trong cũng không có đúng. Tại vì cái ý ấy đều được huân tập từ cái cảnh bên ngoài, đối cảnh, cho nên nó mới có cái ý. Thế thì cái ý gọi là tiền trần hay là pháp trần thì thực sự ra mượn danh từ để mà gọi thôi. Đối với ngũ căn thì nó gọi là tiền trần, mắt tai mũi nhìn cảnh, còn đối với ý căn thì gọi là pháp trần. Đấy, có thế thôi. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn nói rằng là như ngươi hiện nay đang nghe thuyết pháp là do âm thanh nên có phân biệt, dẫu cho diệt hết tất cả kiến văn giác tri, giữ trong u nhàn cũng còn là bóng của phân biệt của tiền trần. Bóng phân biệt của tiền trần hay là của pháp trần cũng y như vậy, tức là có cái ý. Thế thì lập tức ngài A Nan ngơ ngác không hiểu. Đức Thế Tôn mới nói như thế này: nay ta vì ngươi dựng đại pháp tràng, khiến mười phương chúng sanh đều được diệu tâm sáng tỏ, pháp nhãn thanh tịnh. Tức là bây giờ đó, ngài Đức Thế Tôn vì ngài A Nan, A Nan là đại diện cho chúng ta, tức là những con người đa văn mà kiến chấp, tức là chấp rằng những cái điều mình biết là đúng và ham học. Quý vị vào trong đạo tràng, chúng tôi thấy có nhiều vị đi hết cái đạo tràng này cái đạo tràng khác. Chúng tôi nhiều lúc được mấy cái đạo tràng khác nó mời, tự nhiên mới vào cái nó lôi vào mời, thì chúng tôi cũng lịch sự vào một chút xíu, chúng tôi xem tình cờ thấy ở trong đó gần như, tức là đại khái quý vị chạy lung tung hết. Thế thì chúng tôi thấy nó cũng vui, nó cũng không có gì lạ. Đọc ở trong Kinh Pháp Hoa nói anh chàng cùng tử có viên ngọc trong cháo áo mà cứ đi ăn xin trí tuệ cũng là đi ăn xin. Đây, anh chàng cùng tử có viên ngọc trong chéo áo mà cứ đi ăn xin, tức là không quay trở lại quán chiếu cái tâm của mình, coi nó sanh diệt như thế nào, coi cái gì, nói nếu thấy được tánh thì tự nhiên nó là thông suốt hết. Ngài Huệ Năng chỉ nghe được có mấy câu: ưng vô sở trụ mà nhi sanh kỳ tâm, tức là khi buông hết rồi không dính mắc một cái gì cả thì tự nhiên cái tập tâm Phật nó hiển lộ ra. Cái ấy mới là tâm Phật, tại vì nó thường trụ, nó trong sáng, nó có mãi, nó không có mất, nó không sanh không diệt. Còn cái mà lúc thấy có, lúc thấy lúc không thì coi như là có sanh có diệt, thì cái ấy là gọi là tiền trần hay là pháp trần. Tiền trần là theo cái căn, tức là theo cái cảnh, nó bị cái cảnh đối cảnh nó mới sinh ra. Còn pháp trần là theo cái ý, ý của mình. Đấy. Cho nên là người tu học nên để dành nhiều thời giờ quay trở lại quán chiếu cái chúng sinh như huyễn ở trong tâm của mình, trong tâm của mình mới là quan trọng. Cái thế giới này có ý nghĩa gì đâu, nếu khi chúng ta nằm xuống, chúng ta chết rồi thì cái thế giới này vô nghĩa đối với chúng ta. Có thêm chúng ta cũng không ích lợi, mà mất chúng ta đi thế giới này nó vẫn xoay, nó không có ích lợi gì hết. Đức Thế Tôn dạy là hỏi ngài A Nan, Đức Thế Tôn nói con rùa mù mà 500 năm ở dưới đáy biển mà trồi đầu lên mặt biển, 500 năm nó mới trồi đầu lên một lần, rồi nó tìm cái bọng cây ở mặt biển đó, trôi nổi để nó chui đầu vào. Thì Đức Thế Tôn hỏi ngài A Nan việc ấy có khó không. Ngài A Nan nó khó vô cùng, tại con rùa mù mà lại đi tìm bọng cây trôi nổi ở trên biển mà chui vào thì vô cùng khó. Ngài Đức Thế Tôn lại nói như vậy nó cũng chưa khó bằng được mang ra kiếp người. Quý vị như chúng tôi là đã tu, chúng ta tu không biết bao nhiêu kiếp rồi chúng ta mới được mang thân người, mà bây giờ mang thân người mình lại không đi tìm cái tâm của mình để cho mình giải quyết cái vấn đề sanh tử của mình. Mình đi chạy lăng xăng đi tìm cái chỗ này chỗ kia,
Đấy, đại khái gọi là kiến thức thế gian để làm chi? Để thỏa mãn kiến thức thế gian. Thì cũng giống như ngài Anan, ngài Anan mắt nhìn thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp nên khởi tâm ưa thích mà đi tu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ai ngài Anan cũng chạy theo tiền trần, chạy theo cảnh, chạy theo cảnh, thấy bên ngoài là có cảnh đẹp cho nên chạy theo. Cảnh đó là gì? 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn. Cho nên khởi tâm đi tu, mà khởi tâm đi tu vì cảnh chứ không phải khởi tâm đi tu vì muốn giải thoát sinh tử. Đấy, cái đấy là cái khác. Đấy. Cho nên nó chúng ta ở trong đạo tràng chạy hết chùa này tới chùa kia, chúng tôi thấy ở dưới đất cũng vậy, trên mạng cũng thấy. Dưới đất có nhiều vị chạy hết chùa này tới chùa kia, nói chùa này không linh, nói chùa kia không linh, rồi cứ đi kiếm hoài, rồi nói thầy này nói không hài lòng, không liễu nghĩa, rồi kiếm đi thầy khác thì kiếm cũng không liễu nghĩa. Có thầy nào mà nói liễu nghĩa được? Liễu nghĩa hay không tự tâm mình chứ. Ở trong tâm đã có Phật mà, mình không đi kiếm cái ông Phật trong đấy, mình lại đi kiếm lung tung. Trên mạng cũng thế, chúng tôi chạy thấy là quý vị chạy lung tung hết. Rồi có nhiều khi chúng tôi được mời ngồi lặng im nghe quý vị ở trên đó là phát biểu đủ mọi thứ. Chúng tôi thấy cái vấn đề nội dung chúng tôi không quan tâm đâu, tại vì cái do cái tâm khởi mà phan duyên cho nên chúng tôi không quan tâm. Nhưng mà chúng tôi thấy là đi chạy lung tung như thế rồi về lại mét với chúng tôi báo cáo là những phiền não thế này thế kia là nhờ thầy góp ý. Thầy nào mà góp ý được cái phiền não của quý vị, Phật cũng còn không góp ý được nữa, nói không nghe mà. Đấy. Thế làm sao? Cho nên quý vị phải tự tu thôi. Đấy. Tự mình tìm ra được cái tâm của mình. Ngại Đức Thế Tôn cũng vậy, chỉ cho ngài Anan, chỉ cho ngài Anan để biết cái tâm, tự ngài Anan ngộ ra cái tâm, chứ còn Đức Thế Tôn cũng không làm sao á để làm cho ngài Anan ngộ được, không làm sao, không thể nào ban cho cái trí tuệ. Ngài Anan thì cứ nói là con là em Phật, con là thị giả, thì con nghĩ là trước sau gì Đức Thế Tôn cũng ban cho con cái trí tuệ, cho nên chẳng cần tu. Thứ nhất là đi tu là vì cảnh, chứ không có phải phát nguyện để thoát ly sinh tử. Thứ nhì là ỷ mình là đa văn, ỷ mình có kiến thức rồi, ỷ mình là em Phật thì nghĩ rằng là trước sau gì Đức Thế Tôn cũng ban cho mình cái trí tuệ, cho nên chẳng cần tu. Quý vị thấy không, ngài Anan nó là đại diện cho chúng ta đấy, chứ chẳng có khác gì đâu. Chúng ta cũng thế, nghĩ rằng là thôi giờ cứ làm theo lời Phật bố thí, đem tiền đi cúng dường ở chùa này chùa kia, rồi in kinh, rồi là chịu khó gõ chuông gõ mõ, rồi trước sau gì cũng về cõi tịnh độ. Xin lỗi quý vị, cõi tịnh độ có 10 muôn vạn dặm quốc độ xa lắm. Ngài Xá Lợi Phất mà nghe tin như vậy là khởi thân đi, muốn 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 dùng thần thông để đi đến đảnh lễ ngài A Di Đà mà còn không đảnh lễ được thì hà huống gì chúng ta. Tại sao ngài Xá Lợi Phất muốn đi đảnh lễ mà không đảnh lễ được, thưa chư vị? Tại vì ngài Xá Lợi Phất là đại diện cho cái trí của thế gian, cái biện luận của thế gian, chứ không phải căn bản trí. Mà nếu không thấy được căn bản trí thì đường vào đạo còn xa. Biết Phật pháp cho nhiều nhưng mà đường vào đạo còn xa. Đức Thế Tôn mới nói: nay ta vì ngươi dựng đại pháp tràng, khiến 10 phương chúng sanh đều được diệu tâm sáng tỏ, pháp nhãn thanh tịnh. Anan, trước ngươi trả lời thấy nắm tay chói sáng, vậy cái nắm tay này do đâu mà có, làm sao thành nắm tay, ngươi lấy cái gì để thấy? Đấy, Đức Thế Tôn hỏi 3 điều. Điều thứ nhất, cái nắm tay này do đâu mà có. Thứ nhì, cách nào để mà thành nắm tay. Và cái thứ ba, lấy cái gì để thấy? Thì ngài Anan mới đáp là do tánh thanh tịnh sáng ngời như núi báu của thân Phật sinh ra hào quang, ngón tay Phật co nắm lại thành nắm tay, chính mắt con thấy tướng. Tức là nói rằng là cái nắm tay là do các cái ngón nó nắm lại, và con mắt là thấy rõ ràng như thế. Thì Đức Phật mới bảo: hôm nay ta nói thật cho nghe, những người có trí cũng phải nhờ thí dụ mới được khai ngộ. Tức là không có thí dụ thì cũng không thể nào hiểu được. Dẫu là có trí chăng nữa cũng phải có thí dụ. Anan, ví như tay của ta, nếu chẳng có cánh tay thì chẳng thành nắm tay, nếu chẳng có con mắt ngươi thì chẳng thành sự thấy của ngươi. Vậy lấy cái nhãn căn ngươi so với nắm tay của ta, hai nghĩa giống nhau chăng? Tức là cái thấy của cái nắm tay, Đức Thế Tôn muốn hỏi cái thấy của cái nắm tay thì lấy cái gì thấy. Ngài Anan nói là thấy con mắt, và cái nắm là do các cái ngón tay nắm lại. Đức Thế Tôn nói rõ ràng, nói như thế này:
Nếu chẳng có con mắt ngươi thì chẳng thành cái sự thấy, mà nếu chẳng có cái cánh tay thì chẳng thành nắm tay. Vậy lấy cái nhãn căn của ngươi so với nắm tay thì hai nghĩa giống nhau không? Tức là có cái nắm tay và có cái con mắt thì mới có cái sự thấy, thì cái hai nghĩa giống thế không? Thế thì ngài A-nan trả lời: Bạch Thế Tôn, vâng giống. Nếu chẳng có con mắt thì chẳng thành sự thấy, tức là không có con mắt làm sao thành sự thấy. Vậy đem nhãn căn so với nắm tay của Như Lai thì hai nghĩa giống nhau. Thế thì Phật mới quả liền, Phật nói: A Nan, ngươi nói giống nhau, nghĩa này chẳng trúng. Bác liền nói chặt lất quý vị thấy nguy hiểm chưa nào? Thấy cái nắm tay rồi thấy con mắt, hai cái nhìn, hai cái giống nhau là mới, hai cái nó mới có thể nào mà tạo nên cái sự thấy được. Ở trong kinh Pháp Cú ở phẩm ngàn Đức Thế Tôn dạy ông Bahiya đã nói trong cái sự thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, và trong cái sự hiểu biết chỉ có cái bị hiểu biết. Đấy, mà tại sao ngài Bihaya nghe câu đó rồi đắc quả A La Hán? Quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm nó liên kết hết tất cả, tức là nói chung ra các kinh điển đều chỉ cho quý vị thấy cái tánh. Đấy, mà nếu quý vị cứ nhìn theo chữ nghĩa là quý vị mắc kẹt, phải nương theo đó để tìm cái tánh của mình. Thế Đức Thế Tôn mới nói: Ngươi nói giống nhau, nghĩa này chẳng trúng. Như người có cánh tay thì tuyệt nhiên chẳng có nắm tay. Nếu người ấy không có cánh tay thì làm sao có nắm tay? Tức là phải có cánh tay mới có nắm tay. Còn người không có mắt thì chẳng phải là không thấy. Người có mắt thì không phải là không thấy. Vì sao? Ngươi thử hỏi người mù có thấy chăng? Người ấy sẽ trả lời: Tôi không thấy gì hết, chỉ có một màu đen. Tôi thấy một màu đen. Hỏi người mù có thấy gì không thì người mù nói có màu đen trước mắt thôi, tức là thấy mà thấy màu đen, phải không thưa chư vị? Rồi xét theo nghĩa này, tiền trần tự tối, tự sự thấy đâu có giảm bớt, thấy không nào? Tức là cái tiền trần, tức là cái mà con mắt á và cái cảnh bên ngoài nó tự nó tối, chứ còn cái sự thấy thì đâu có tối, tại vì cái người mù cũng thấy là nó tối đen. Thế thì ngài A Nan mới cãi lại, nói những người mù trước mắt chỉ thấy tối đen sao gọi là thấy? Tức là vẫn chưa nhận được cái tánh thấy. Cái chỗ này mới là tuyệt vời đấy, quý vị ráng theo nha. Người mù trước mắt chỉ thấy màu tối đen thì sao gọi là thấy? Cãi, ngài A Nan cãi liền. Thế thì Phật mới bảo ngài A Nan: Người mù không có mắt chỉ thấy tối đen, thế thì so với người có mắt ở trong phòng tối mà tắt đèn hết rồi thì cũng thấy tối đen. Vậy hai cái thứ tối đen của cái người có mắt mà ở trong phòng không có đèn và một người mù không có mắt cũng thấy tối đen, thì hai cái tối đen ấy có khác hay là chẳng khác? Ngay cái chỗ này nè quý vị nắm rõ không? Tức là nếu một người có con mắt, chúng ta nè có con mắt, chúng ta bước vào cái phòng mà cái phòng ấy tối đen và không có đèn thì chúng ta có thấy gì không? Cũng thấy nó đen thui. Thì cái người mù cũng thế, người mù không có mắt nó cũng thấy tối đen. Thế thì hai cái tối đen của người mù và cái tối đen của người có mắt mà ở trong cái phòng không có đèn thì có khác nhau gì không? Không khác chút xíu nào hết, giống nhau y hệt phải không quý vị? Tức là cũng tối hù không? Thế thì ngài A Nan mới trả lời: Bạch Thế Tôn, thực sự không có cái gì khác giống như vậy. Đức Thế Tôn mới nói: A Nan, nếu người không có mắt thấy toàn tối đen rồi bỗng được mắt sáng, liền thấy các sắc tướng trước mắt gọi là mắt thấy. Tức là người không có mắt mà hoàn toàn tối đen, rồi cái mắt nó sáng lên thì thấy các sắc tướng ở các cảnh vật thì gọi là mắt thấy. Thế thì người ở trong phòng tối cũng toàn thấy tối đen, bỗng được đèn sáng lên cũng thấy được các vật ở trước mắt thì gọi là đèn thấy. Nếu đèn có thấy thì chẳng gọi là đèn, lại đèn thấy thì có dính dáng gì đến nhà ngươi? Đó nè, nếu mà mình bật đèn lên rồi mình thấy thì gọi là đèn thấy, chứ mình có thấy đâu, tại vì nếu tắt đèn mình không thấy, mà nếu mà mở đèn lên là nó sáng lên là mình thấy. Thế thì cái đèn thấy ấy nó có dính dáng gì tới mình không? Vậy biết, Đức Thế Tôn nói tiếp, đèn chỉ có tác dụng làm hiển hiện sắc tướng, sự thấy là mắt, chẳng phải đèn. Mắt chỉ có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy là tâm, chẳng phải mắt. Quý vị nắm rõ cái chỗ này chưa? Nào, cái chỗ này rất là khó đấy, nhưng mà nếu quý vị nắm rõ thì rất là thù thắng, đi một bước là đi thẳng rồi.
Thế thì cái đèn á, nó làm cho cái vật sáng lên để con mắt mình có thể nhìn thấy, phải không nào? Cho nên con mắt á, nó là cái cửa sổ thôi, để cho thâu nhận các cái dữ kiện bên ngoài. Và cái thấy, cái tánh thấy á, cái biết của cái con mắt á, thì cái ấy gọi là tâm, chẳng phải mắt. Con mắt nó không thấy đâu, mà chính là cái tâm. Cái tâm tức là cái tánh thấy. Đấy. Nó không phải là nhãn thức. Nhãn thức là còn có nhãn căn và còn có nhãn trần. Thì nhãn căn, nhãn trần giao thoa mới có nhãn thức. Thì cái biết của mắt ấy gọi là nhãn thức, tức là tiền trần ấy, tức là pháp trần ấy, chứ nó không phải là cái tánh thấy chân thật. Đấy, cái chỗ này nó nhưng rất là khó. Nhưng mà chúng tôi thí dụ thêm cái nữa để mong là quý vị hiểu. Nếu quý vị nào không hiểu á, thì cho con số 2 nha, để chúng tôi biết, chúng tôi sẽ là tiếp tục để mà khai triển cái này. Tại vì nó khó lắm chứ không phải nó dễ đâu. Nó chỉ là cái cửa sổ. Tại sao chúng tôi nói con mắt là cửa sổ thôi? Nó là cái giác quan, nó không có hơn, không có kém. Những người nào á, quý vị ở bên Tây Phương á, hoặc là quý vị biết bên Mỹ, bên Úc, bên Âu Châu á, thì quý vị đều biết á, là khoa học nó đã tiến bộ rất nhiều. Đối với những người mù á, mà con mắt bị hư rồi, tức là mù chứ gì, nhưng mà nếu cái trung khu thị giác thần kinh, tức là cái trung khu nhìn á, ở trên não, nó có một cái khu của não tập trung các cái thần kinh về nhìn, mà nếu trung khu ấy vẫn còn tốt, cái dây thần kinh nó dẫn xuống con mắt, nhưng mà con mắt bị hư thì là không có nhìn thấy, tại vì con mắt hư. Con mắt là cửa sổ mà. Thế thì ở bên Tây Phương, cái khoa học về y khoa nó đã rất là văn minh. Nó đã làm được cái việc là nó chế ra một cái con mắt giả, rồi nó đục cái bộ não, đục cái đầu của con người ta đó, nó nối cái dây thần kinh vào cái con mắt ấy. Và vì có con mắt giả đấy, thì cái người mù bây giờ xem được, nhìn thấy được. Đấy. Đã lâu rồi quý vị, không phải mới đây đâu, lâu rồi. Đấy. Thế thì điều ấy chứng tỏ cho những cái điều Phật nói là vô cùng vi diệu. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy rất rõ từ bao nhiêu ngàn năm trước rồi. Người mù không phải là không thấy, chẳng qua con mắt đó, nó không có sử dụng được, có nghĩa là cái cửa sổ nó đóng rồi, nó hư rồi. Thế nên bây giờ khoa học nó chế cái cửa sổ khác thì là nhìn thấy thôi. Trung khu thị giác thần kinh còn y nguyên. Thế thì nó nối lại, nó đã cho hàng bao nhiêu người, và gần như bây giờ nó bán luôn các cái loại con mắt ấy. Nó làm giống như cái kính đó, nó tre đeo lên đó, rồi cái nó đem tới cái nhà thương đó, nó đục cái lỗ ở trong óc, nó khoan vào, nó lấy cái sợi dây thần kinh của con mắt đó, gọi là trung khu thị giác thần kinh, nó nối với cái con mắt giả, là người ta nhìn được ngay, nhìn y như mình nhìn thôi, không có gì khác. Thế thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên con mắt không phải là nhãn căn. Đấy, con mắt chỉ là cái cửa sổ thôi. Còn nếu chấp á, vì con mắt mà thấy á, là sai. Vì chấp cho nên á, là Đức Thế Tôn mới là hỏi 7 lần để cho phá cái chấp của ông A-nan mà thôi. Thế thì khi mặc dù là Đức Thế Tôn giảng tới như thế, nhưng mà trong đại chúng vẫn im lặng, tại vì chưa có hiểu, chưa có ngộ được. Đấy. Chưa có ngộ được. Khi Đức Thế Tôn nói là đèn chỉ có tác dụng làm biểu hiện cái sắc tướng, cái sự thấy là mắt, chẳng phải đèn. Ngay cả con mắt cũng chỉ có tác dụng biểu hiện cái sắc tướng, còn cái tánh thấy là tâm, chứ không phải là mắt. Nhưng mà ngã nan chưa hiểu. Không biết là trong đạo tràng này có ai đã hiểu được tới đó chưa? Cái này nó khó lắm này, chứ không phải ấy đâu. Chúng tôi cũng vất vả với nó nhiều, cho nên chúng tôi rất thông cảm. Thông cảm quý vị. Nếu không hiểu thì quý vị là cứ lăn trôi trong ba cõi sáu đường, tham sân si buồn giận ở trong đó. Thế thì khi không thấy được như thế, cho nên là im lặng. Nghe thì nghe, nhưng mà A-nan và đại chúng nghe Đức Phật nói thì cũng vẫn còn mơ mơ màng màng, không hiểu nổi. Cho nên nghe nhưng mà vẫn chưa ngộ, chưa hiểu được, cho nên nó chấp tay lại xin Phật giảng thêm. Thế thì Phật hiểu ý, Phật mới duỗi cánh tay mở năm ngón ra,
Hồi nãy nắm chứ gì, bây giờ mở ra. Rồi hỏi A Nan và đại chúng, lúc ta mới thành đạo nơi lộc viên, có nói với năm vị tỳ kheo và tứ chúng rằng tất cả chúng sanh chẳng thành bồ đề và chứng quả a la hán đều tại lầm theo phiền não khách trần. Phiền não khách trần, lúc đó các ngươi do đâu mà khai ngộ nay chứng thánh quả? Xưa đó, lúc mà Đức Thế Tôn dạy cho năm anh em Kiều Tình Như thì nói chúng sanh á không có đắc quả bồ đề, không có đắc được cái trí tuệ là tại vì lầm theo phiền não khách trần. Khách trần là gì? Là ở bên ngoài, là nó có đến có đi, còn cái tâm của mình á là nó nằm tại chỗ, nó không sanh không diệt. Nhưng mà mình cứ chấp cái phiền não khách trần và cái sự biết của cái phiền não khách trần ấy là cái tâm, chấp như thế lầm, nhận giặc làm con. Thế thì ngài Kiều Trần Như mới đứng dậy, con là bậc trưởng lão trong chúng học, được gọi là học rộng biết nhiều, vì ngộ được hai chữ khách trần nên chứng quả. Bạch Đức Thế Tôn, ví như người đi đường vào nghỉ ở khách sạn, ăn ngủ xong rồi lên đường đi tiếp, chẳng thể ở lại, còn người chủ thì cư trú tại đó, chẳng cần đi đâu. Vậy chẳng trụ là khách, trụ là chủ, nên lấy chữ chẳng trụ làm nghĩa chữ khách. Cái sự chẳng trụ làm nghĩa chữ khách có nghĩa là sao? Giống như là quý vị đi ngủ ở trong khách sạn, quý vị đến rồi, quý vị xong rồi quý vị đi, quý vị không có ở lại. Thế thì cái mà đến đi như thế đó thì gọi là khách trần. Có nghĩa là tất cả những cái gì nó đến đi ở trong cái nhận thức của quý vị, khi quý vị nhìn một cái vật gì rồi là khởi tâm lên ưa thích, thì ngay cả cái vật ấy nó cũng biến dạng. Nó không có đứng một chỗ, cho nên mới gọi là biến dịch, tiền trần biến dịch. Rồi cái ý của quý vị, cái sự suy nghĩ của quý vị và cái gọi là biết về cái vật ấy của quý vị nó cũng biến theo, nó không có đứng một chỗ, nó thay đổi liền, cái tâm của mình nó sinh sinh diệt diệt liền. Cũng một cái dòng sông mà nếu mà mình tiễn đưa người yêu đi sang sông thì ngày hôm ấy mình lại thấy khác. Ở trong Tống Việt Hành có cái câu là đưa người ta không đưa sang sông mà sao có sống ở trong lòng. Thế thì sống ngoài và sống trong lòng khác nhau chỗ nào, thưa chư vị? Nếu chúng ta không nhận rõ như thế thì phiền não trong suốt cuộc đời nó cứ đeo đuổi chúng ta mãi mà thôi. Sống bên ngoài và sống trong lòng nó là như thế. Đưa người ta không đưa sang sông mà sao có sống ở trong lòng. Tại vì mình chấp có sống ở trong lòng, chứ còn sống bên ngoài thì sống bên ngoài thôi. Tại vì có chấp cho nên nó không thấy được rằng cái thấy của mình, cái nhận biết của mình, cái sự biết của mình là thường trụ, mà đã chấp cái tiền trần, lấy cái bên ngoài làm cái bên trong, lấy cái sự biến dịch ở bên ngoài làm cái bên trong. Mà cái biến dịch bên ngoài là, thưa chư vị, là sao? Là duyên sinh, tức là cảnh trần thức. Những cái ấy là duyên sanh, nó không có thật, mà mình cứ chấp là nó có thật, mình cứ gọi nó là nhãn thức, rồi là nhĩ thức. Thì tất cả những cái thức ấy là gì? Thức là biết, nhưng mà biết đấy là biết giả, biết theo duyên. Mà biết theo duyên thì như hoa đốm trong hư không, nó không có thật. Cho nên lấy phiền não làm cái tâm. Cho nên tại sao mà ngài Huệ Năng nghe có mấy câu ưng vô sở trụ? Tại vì thấy rất rõ các pháp đều là khách trần, đến đến đi đi, ngay cả như trong cái tâm của mình, ngay cả trong sự suy nghĩ của mình. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ đó, chúng tôi xin ủy nhiệm dùng cho cầu sanh nha. Nếu mà nghe không rõ thì cho con số lên báo động dùm nha. A Di Đà Phật, tri ân trước. Thế thì cái đến cái đi, cái ấy là không có thật, nhưng mà mình căn cứ nơi cái mà mình nhìn con mắt, rồi mình nói rằng cái nhãn thức, tức là cái biết của sự đến đi, thì mình nói cái đấy là cái biết, nhưng mà thực sự ra cái đấy không phải là cái biết. Đức Thế Tôn nói tiếp, cũng như mưa mới tạnh, ánh sáng mặt trời rọi qua khe hở, thấy rõ tướng bụi trần lăng xăng nơi hư không. Trần thì lay động, hư không thì tịch nhiên, và tịch lặng gọi là không, lay động gọi là trần, nên lấy sự lay động làm nghĩa chữ trần. Tức là khi quý vị nhìn thấy cái bóng nắng nó rọi vào, rồi bụi nó bay lăng xăng lên đó, thì cái chân không thì nó tự nhiên thôi, nó không có lay động, nhưng mà cái bụi thì nó có lay động. Rồi Như Lai lại
nắm rồi mở, mở rồi nắm, cái bàn tay à, nắm rồi mở, mở rồi nắm. Tại vì nói như thế mà ngài Anan cũng chưa hiểu, cho nên phải cử động để cho ngài Anan và đại chúng hiểu à, nắm cái tay lại rồi mở ra, mở ra rồi nắm lại, rồi hỏi chứ nay ngươi thấy gì. Anan nói con thấy bàn tay của Như Lai lúc mở lúc nắm à, con thấy bàn tay của Như Lai lúc mở lúc nắm. Cái chữ thấy này quan trọng lắm nha, nha chư vị, quý vị nên thận trọng à. Ngài Anan nói con thấy bàn tay của Như Lai lúc mở lúc nắm. Cái thấy ấy là con mắt thấy hay là cái tánh thấy? Đấy. Thế thì Phật mới bảo ngài Anan, ngươi thấy tay ta mở nắm là tay ta có mở nắm hay cái thấy của ngươi có mở có nắm? Đấy, bây giờ ngài Phật mới chỉ thẳng nè. Tay ta mở, tay ta nắm tức là cái trần nó di động, nó biến dịch, hay là cái thấy của ngươi có di động, tức là có mở có nắm, tức là cái tánh thấy, cái sự biết về cái thấy nó mở hay nó nắm. Thế thì ngài Anan nói bàn tay của Như Lai tự mở nắm chứ chẳng phải tánh thấy của con có mở nắm. Đấy, bây giờ mới quyết ạ, quyết quyết luôn. Ngài Anan nói bàn tay của Như Lai mở nắm tức là cái tiền trần nó biến dịch, nó thay đổi, chứ còn cái tánh thấy của con thì nó không có thay đổi, tại vì con vẫn thấy như thế. Đấy, vẫn thấy, có mở con thấy mở, nắm con thấy nắm. Thế thì Phật mới hỏi cái nào độc, cái nào tịnh. Đấy, cái chỗ này mới là tuyệt vời đấy quý vị. Cái nào động, cái nào tịnh. Nếu nói rằng á là cái bàn tay động, đúng không? Nếu nói rằng cái tánh thấy động, đúng không? Phật hỏi cái nào động, cái nào tịnh, thì ngài Anan mới thưa tay Phật thì chẳng trụ, tánh thấy của con thì tịnh còn chẳng có, làm sao có động? Bản kiến bất nhị, động tịnh là hư vô. Đấy. Tay Phật á thì nó chẳng trụ, tức là nó có nắm có mở, nó di động, nó biến dịch mà, cho nên nó không có đứng dừng à, tức là tiền trần, các cái cảnh bên ngoài nó luôn luôn là biến dịch. Này, quý vị thấy rõ ràng chưa này? Nhưng mà cái tánh thấy tịnh còn chẳng có, làm sao có động? Này, tại sao ngài Anan nói là tịnh còn chẳng có mà làm sao có động? Là tại vì á, cái tánh thấy tìm có thấy đâu, cái gọi là tâm á, đố quý vị tìm được cái tâm, cái tâm trên như, cái tâm thường trụ, cái tâm mà gọi là bổn lai diện mục. Khi ngài Huệ Khả tới hỏi ngài Tổ Đạt Ma, nói tâm con không an, xin tổ an tâm cho con, tổ bảo đưa cái tâm của nhà ngươi ra đây ta an cho. Thế thì ngài Huệ Khả đi kiếm hoài không thấy cái tâm mình đâu hết, lúc chưa kiếm thì nó lăng xăng vọng tưởng điên đảo, mà khi đi kiếm nó rồi thì nó biến đâu mất tiêu à. Đấy, quý vị thử quán chiếu coi, nó biến đâu mất tiêu, nó hay cái chỗ đấy. Thế thì cũng như thế, khi ngài Huệ Minh nó rượt theo ngài Huệ Năng thì mới hỏi pháp, thì ngài Huệ Năng mới nói là ngươi muốn hỏi thì phải ngồi xuống định đi, ngồi trong kinh không nói là bao lâu, có thể nửa tiếng một tiếng không chừng. À, ngồi xuống im lặng không nói gì hết. Thì lúc bấy giờ đó tổ mới nói một câu, không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì cái bản lai diện mục của nhà ngươi là gì? Không nghĩ niệm, không nghĩ thiện không nghĩ ác là gì thưa chư vị? Là một niệm không sanh, mà một niệm không sanh thì nó rỗng rang, nó không hình không tướng, không hình không tướng. Cho nên cái biết đấy là cái biết thường trụ, cái biết là không hình không tướng, là rỗng rang, lớn nhất cũng là vũ trụ mà nhỏ nhất cũng là cái đầu kim, nhỏ nhất như cái đầu kim, cái chỗ nào nó cũng có hết. Cái ấy gọi là Phật tánh, cái ấy gọi là bốn lai diện mục, cái không tên không tuổi, không hình không tướng. Còn cái mà quý vị thấy rằng là có hình có tướng, đấy, có tên có tuổi, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái xe, cái trời, cái mây, cái nước, đưa người ta không đưa song song, những cái thứ ấy gọi là cái biết theo căn trần thức, theo ngũ uẩn, theo sắc thinh hương vị xúc, tức là theo cảnh, nó mới phát sinh ra cái biết. Những cái ấy là giả không thật, những cái ấy là giả không thật. Bởi thế cho nên ở trong Kinh Kim Cang mới nói là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả những cái gì mà có tướng đều là hư vọng. Thì quý vị nghe, quý vị nhìn, quý vị ngửi là đều có tướng, nó có duyên sanh hết. Mà nếu cái tánh
thấy của mình, cái tánh nghe, cái tánh ngửi của mình mà mình không biết, thế là mình kẹt ngay cái chỗ này này. Mình chấp rằng là cái ấy là tôi biết, ngửi cái mùi, nói cái mùi cầu tiêu, mùi thối. À, con mắt nhìn á, thấy cái lỗ cầu tiêu à, là biết á, nó dơ. Rồi con mắt nhìn á, lại thấy là có cái cục phân ở trong cái lỗ cầu tiêu thì nói nó dơ. Tức là khởi lên các cái niệm ấy từ đâu? Là nó được nhồi sọ từ nhỏ tới lớn, huân tập từ nhỏ tới lớn. Con người thấy cục phân thì khi mình ê ra một cái rồi á, là mình bỏ mình đi, phải không nào? Con mèo á, thì nó làm sao? Nó đào cái lỗ nó chôn. Rồi con chó làm sao? Con chó nó thấy cục phân nó mừng muốn chết, nó nhào tới nó xơi, phải không nào? Con chó, con mèo, con người tất cả đều có Phật tánh. Tại vì Đức Thế Tôn đã dạy vạn pháp đều có cái tánh bình đẳng, đó là rỗng rang như không. Thế tại sao con người thấy cục phân là muốn xối nước, không muốn dòm nó? Mà cục phân đó ở đâu quý vị? Ở đâu? Ở trong bụng quý vị. Mỗi người đều có cái thùng phân, mà người này cứ chê người kia mà, phải không? Cái thùng phân của mình thì mình không quán chiếu, mà đi là chê cái thùng phân của người khác. Cái thùng phân này có hai ý nghĩa: thùng phân vật chất và cái thùng phân mà trí tuệ. Nhét nhiều cái ý kiến của người này người kia, đọc sách báo nhiều rồi cái cuối cùng nói ta đây biết nhiều, thì cái ấy là thùng phân chứ cái gì đâu, thùng rác chứ có gì đâu. Tại vì rác thế gian nó dục vô đó rồi mình chứa nhiều vô đó. Chứ còn thực sự cái bản thể thanh tịnh của mình có đâu? Mình không nhìn thấy nó. Giống như anh chàng cùng tử có viên ngọc trong chéo áo mà đi ăn xin. Thế thì Đức Thế Tôn á mới chỉ cho ngài A Nan thấy cái nào độc, cái nào tịnh. Cái tánh thấy á, ngài A Nan trả lời cái tánh thấy tịnh còn không có thì làm sao có độc? Tại có nhìn được cái tánh thấy đâu. Cho nên nó không có tịnh, nó không có độc. Phật mới nói đúng thế, đúng thế. Này, cái chỗ này mới là cái bản kiến bất nhị mà động tịnh hư vô là như thế này. Tại vì nó không có hình, không có tướng. Cái tánh thấy là không hình không tướng, cái tánh nghe cũng thấy nó không hình không tướng. Liền đó Như Lai từ trong bàn tay phóng ra một tia hào quang rọi bên phải A Nan, A Nan quay đầu bên phải. Đức Phật phóng tia hào quang bên trái, A Nan quay đầu nhìn bên trái. Phật mới hỏi ngài A Nan: "Đầu ngươi vì sao lại lay động?" Đấy, hỏi liền. Đó, tại sao lại lay động? A Nan mới nói: "Con thấy Như Lai phóng hào quang đến hai bên cạnh con nên đó, con phải quay đầu nhìn đầu nó quay tự động." Đức Phật lại hỏi A Nan: "Ngươi nhìn theo hào quang lay động là đầu ngươi động hay cái thấy động?" Đúng không nào? Đầu động hay cái thấy động? Chúng ta thường thường trong đời sống hàng ngày, chúng ta đó nhìn thấy cái vật đó là chúng ta đều có chạy theo, cái tư tưởng nó chạy theo. Hễ mà nhìn thấy là cái căn trần nó giao thoa liền, cho nên á là chúng ta chạy theo. Cho nên Đức Thế Tôn mới hỏi: "Ngươi nhìn theo hào quang lay động là đầu ngươi động hay cái thấy động?" Tức là cái căn á nó đi theo cái vật bên ngoài, tức là trần, cái đầu tức là căn thôi, con mắt cái căn á. Thế thì cái tánh thấy nó động hay không? Thì ngài A Nan mới trả lời: "Bạch Thế Tôn, đầu con tự động, tự động. Tánh thấy của con ngưng còn chẳng có, nói gì là lay. Bản kiến không đối đãi, động và chẳng động đều không có dính dáng." Có nghĩa là cái căn nó tự động thôi, nó thấy cái cảnh bên ngoài thì nó chạy theo, nhưng mà cái tánh thấy thì nó không có thay đổi. Khó không quý vị? Hơi khó à. Cái tánh thấy là gì? Tức là ánh hào quang ở bên phải thì quay qua bên phải, ánh hào quang bên trái thì quay qua bên trái. Tức là cái căn nó chạy theo trần. Sự biến dịch của trần thì cái căn nó cũng biến đổi theo, nhưng mà cái tánh thấy nó đâu có, nó có thay đổi. Cũng như nãy giờ, suốt một tiếng đồng hồ quý vị nghe giảng sư nói từ đầu tới cuối, quý vị nghe nhiều chữ quá phải không, nghe nhiều âm thanh quá phải không, nhưng mà cái tánh nghe của quý vị có thay đổi không? Không. Cái dòng chữ nó thay đổi, cái ý thì thay đổi, cái sự tiếp xúc về cái chữ nghĩa có thay đổi. Tại vì mỗi lần giảng sư nói khác thì quý vị hiểu khác. Nhưng mà thực chất ra cái tánh nghe của quý vị có thay đổi không? Không. Tại sao thế?
Tại vì khi nào giảng sư nói là quý vị biết giảng sư nói, tức là cái tánh nghe nó biết liền. Và khi nào giảng sư ngưng không nói, quý vị cũng biết liền là giảng sư không nói. Thế thì cái tánh nghe nó không thay đổi, tánh nghe nó thường trụ, nó cứ có ở chỗ đó thôi, nó không có thay đổi chút xíu nào. Ví dụ nha, quý vị lắng nghe nha. Giảng sư vừa mới đánh một cái chuông, quý vị có nghe tiếng chuông không? Có chứ phải không? Rồi bây giờ giảng sư không đánh tiếng chuông, quý vị có nghe không? Dạ, có người nói là không nghe. Vẫn nghe, nhưng mà nghe giảng sư không có đánh, phải không quý vị? Hồi nãy giảng sư đánh thì quý vị nghe là có đánh, có tiếng chuông. Và bây giờ giảng sư không đánh thì quý vị cũng nghe, cái tánh nghe nó thường hằng, nhưng nghe không có tiếng đánh chuông. Đấy, như Nguyễn là tuyệt vời. Tức là cái tánh nghe nó vẫn còn đấy, nó không có mất. Thấy không nào? Nếu đánh thì nghe có tiếng đánh, nghe tiếng chuông. Mà không đánh thì cũng nghe, nhưng nghe không có tiếng chuông. Cho nên cái tánh nghe nó thường hằng, nó không có bị điên đảo theo căn tần. Cho nên cái tai, cái mắt, cái mũi chẳng qua nó là căn, nó là phương tiện, nó là cửa sổ. Nó không phải cái tánh biết nằm theo đấy, cái tâm nó không nằm theo đấy. Đấy. Cho nên nói rằng cái tâm á, và cái căn trần và cái sự lay động á, là nó là như thế. Cho nên cái đề tài ngày hôm nay nó là bản kiến bất nhị mà động tịch hư vô, tức là nó không có đối đãi, nó không có dính mắc gì tới cái tánh hết. Phật mới khen đúng thế, đúng thế. Ngài A Nan nói đầu con tự động, tánh thấy của con ngưng còn chẳng có thì nói gì lay động. Cái tánh thấy nó ngưng còn chẳng có thì nói gì lay động, tại vì nó thường hằng, nó như thế. Do đó Phật lại bảo đại chúng rằng, nếu chúng sanh cho lay động là trần, chẳng trụ là khách, các ngươi hãy xem như A Nan, đầu tự lay động mà tánh thấy chẳng lay động, lại tự tay ta nắm mở mà tánh thấy chẳng mở nắm. Vậy sao các ngươi hiện nay lại cho động là thân, cho động là cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sanh diệt lạc mất chơn tánh, hành theo điên đảo? Vì tâm tánh chẳng chơn, nhận mình nhận vật là mình, tự trôi theo dòng sanh tử, cam chịu luân hồi. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Tức là chúng ta cứ chấp rằng những cái điều chúng ta biết, tức là cái tánh mà chúng ta gọi là nhãn thức, nhĩ thức, chúng ta chấp rằng những cái ấy là những cái tánh biết, nhưng mà thực sự nó không phải, nó theo duyên sanh. Tức là vì có cảnh, vì có trần, vì có căn, vì có các điều kiện ánh sáng, tức là đầy đủ các nhân duyên, cho nên nó mới hội tụ. Cho nên nó mới hội tụ. Và vì cái biết ấy, nó do các cái điều kiện căn trần thức, cho nên cái biết ấy là duyên sinh. Cái mà chúng ta gọi là biết thực sự ra là duyên sinh. Mà hễ là duyên sinh thì sao thưa chư vị? Chúng ta có cái khẩu quyết là gì? Duyên sinh là như huyễn. Bởi vậy trong đạo tràng chúng ta mới có một cái huynh đệ có cái tên là như huyễn. Duyên sanh là như huyễn. Mà ở trong kinh Nikaya, Đức Thế Tôn đã khẳng định, kẻ nào thấy được lý duyên sanh thì kẻ ấy thấy được pháp, kẻ nào thấy được pháp thì kẻ ấy thấy được Như Lai. Cái chỗ này nó quan trọng lắm à quý vị. Kẻ nào thấy được duyên sinh thì kẻ ấy thấy được pháp, kẻ nào thấy được pháp thì kẻ ấy thấy được Như Lai. Thế thì tất cả những cái điều chúng ta tu học đó, quay trở lại để nhìn cái bản thể thanh tịnh của mình, đừng có nhận lầm giặc làm con, đừng có nhìn lầm cái gọi là căn trần thức mà nghĩ rằng cái đó là cái tánh biết. Đấy. Bởi thế cho nên là Ngài A Nan cuối cùng mới xin Đức Thế Tôn dạy cho cái phép Samatha, tức là
thiền định. Kính thưa chư vị, ngày hôm nay tới đây thì nó cũng là tạm đủ, và chúng tôi xin tạm ngưng ở nơi đây. Và mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau.